đi. Dịp mai là có mà giá rẻ là chi, lâu lâu mới có một kỳ, không phải hủ tiếu bánh mì mà ngày nào cũng có nha. Ở 55-60 ngàn một cái mà bữa nay công ty Tân Lý xài chỉ còn 15-20 ngàn đồng một áo với cô tàu hàng hút luôn. Đẹp ơi là đẹp, đẹp ơi là đẹp luôn, đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp lắm. Cái này để cho mai ba đi. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, quý vị đã thấy các nhạc sĩ chúng tôi đã lựa chọn vào bên trong người quý vị, cũng như là chứng tỏ sinh thường đa dạng và yếu tố ý nghĩa. Chào xíu, bước chân Long hai trái. Hello, thôi là tiền. Rồi bắt đầu. Rồi đẩy đi. Hai trái 10 ngàn. Hai trái 10 ngàn.
Rồi,
đã em chở tôi hay mấy cái chở tôi không nhắm để cho dư chị để lên bánh nữa chị chở để đây chưa chồng là bốn năm lần cái thể cho chị một cỡ hay chơi nha đây 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 cái gì vậy lấy cái gì đây anh cứ phải có thể là đấy lên gấu đi lên gấu đi hay là chỗ này nào giờ này mai dưới bỏ tiền đây ai chơi chơi ai chơi chơi bán cái giá bánh đó bán cái giá dễ chơi bỏ đứng trong bàn tôi được 20 cái sáu tiêu em ơi. Ok. Cho mình có hai quả bánh có 10 ngàn quý vị anh. Tự tay mình sắp, tự tay mình bóc và chơi chơi có trò quả trà mai. Dành quà luôn quý vị ơi. Chào mừng. Rồi ngày 20 quý vị. Mình lên có 2 con tròn, con số 55, đến con số 55. Ừ đó, quá được không? Rồi vô. Đi. 2-3 người nè. Đi. Rồi, chúc mừng. Đi. Lâu mà cũng đâu. 2-3 người nha, 2-3 người nha, cái gì anh? Đi. 2-3 người nha, 2-3 người nha. Ai chụp là bóp hết rồi. Đọc lại nè. Đi nha. Ủa, uống nữa. 2 mẹo nữa. Cái này là chữ. Cái đó là chữ, bóp được 2 chữ nè. Phát tài là chúng một cái tiền gọi, trị giá là 3 triệu.